Theo thống kê, đến nay tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh tại Bà Rịa Vũng Tàu đạt hơn 98% với gần 1,550.000 thuê bao. Tỉnh đang hướng đến mục tiêu 100% người dùng có điện thoại thông minh vào cuối năm 2024. Địa phương cũng đã đưa vào vận hành 200 trạm mạng 5G nhằm đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 29 trên 37 chỉ tiêu chuyển đổi số, gồm có chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Một số chỉ tiêu nổi bật như là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo sử dụng trợ lý ảo, khai thác dữ liệu từ trung tâm điều hành thông minh tỉnh qua tài khoản được cấp, 100% sản phẩm OCOP đủ điều kiện được đưa lên sàn thương mại điện tử, hơn 85% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng.